Hello, xin kính chào tất cả các em đã quay trở lại với kênh cộng đồng đấu trường thú Việt Nam. Mình là TN Power và đây là cái video đấu giải tiếp theo của giải đấu năm 2024 Summer Blood Arena. Đây là bảng số 7 giữa mình TN Power sẽ đánh với bạn Mr. Duck, đó là Phú Thịnh. Thì đây là cái bảng số 7 nha anh em. Các cái vòng đấu trước mình đã xác định được cái cặp tứ kết rồi, anh em có thể xem lại cái những cái video ở phía trước nha, nó mới chỉ khoảng 3-4 video thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Uriko đánh với China. Thì đến với cái giải đấu này, TN Power sẽ đăng ký với ba con, đó là Uriko, Jenny và China. Còn Mr. Duck Phú Thịnh sẽ đăng ký với ba con là China, Stun và Yugo. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng xem trận đấu này Uriko sẽ làm như thế nào đây. Đây là một cái, nói chung là mình là đây là cái con duy nhất mà mình lựa chọn ở trong cái giải đấu này. Trong giải đấu này chẳng ai chọn Jenny và Uriko cả anh em. Cho nên là mình cũng hy vọng là có một sự khác biệt gì đó để chiến thắng vào vòng trong cho nó ngầu ngầu xíu. Nhưng mà Mr. Duck là một đối thủ khá là đáng gờm đó anh em. Bạn là một cao thủ nha anh em. Được cái lưng. Hơi hên quá. Như vậy là nho đầu tiên đã nghiêng về TN Power với một cú cào trên không và kết thúc bằng cú âm luôn. Mr. Duck này đánh con China có thể nói là best nha anh em. Tiếp theo là đến con Yugo. Thì mình đánh với bạn này cũng khá là nhiều rồi. Buông tay luôn, bạn buông luôn, không thèm cancel trên không luôn. Ôi, dính cú cắn mắt thú cho TN Power rồi. Một chiều né cực kỳ nhạy của China. Một pha gã đơn và chạy lơ ôm của Uriko. Chúng ta cùng xem. Gần hết máu cho Uriko rồi. Cái nữa đánh bòi. Chắc chắn là một cú đánh bòi rồi. Tại vì đây là đánh giải chứ không phải là đánh chơi nha anh em. Cho nên là có bao nhiêu đánh hết bấy nhiêu. Không có ai nhường ai hết anh em. Đánh bòi được thì cứ đánh bòi nha anh em. Một pha né sau của China. Ấy. Đúng, một pha né cực kỳ nhạy, nếu mà cái pha đó mà né không né được là sẽ dính cú đập sau của con Uriko nha anh em. Một pha đánh vào cancel ôm của China. 60% máu đã mất cho Uriko rồi. Hấp choáng, né một pha né trên không. Ui, hai nho đã nghiêng về cho TN Power. Đối với cái chiêu dậm trên đầu đó của con mèo thì nếu mà mình bấm dậm lui ấy, thì nó sẽ nhảy ra sau lưng. Và nếu mà bấm dậm tới ấy, thì nó sẽ nhảy tới. Nhưng mà nếu mà nó ở gần tường ấy thì nó sẽ bật ra thêm một cái nữa nha anh em. Con mèo nó có mấy cái chiêu kiểu như hay vậy á. Nhưng mà đam thì nó không có cao. Nó kiểu như là mèo cào á anh em. Nó hay vậy á. Nó nhảy lung tung vậy đó nhưng mà đam thì nó không cao cho lắm. Một pha hất choáng của TN Power. Có vẻ như là Mr. Duck chưa bắt bài được con mèo này. Hai nho nghiêng về cho TN Power rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của trận đấu này. Những cái giọt máu cuối cùng của China như thế nào đây. Một pha đá dưới và mắt thú cho TN Power rồi. Không kịp recovery và dính thêm với cú cụm đầu nữa của China. Nhưng mà nho thứ ba vẫn thuộc về TN Power. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của round thứ 5. Đầu game là mình hay nhảy lên với mấy cái con biết ôm trên không ấy anh em. Con Uriko này biết ôm trên không cho nên là đầu game mình cứ hay nhảy lên vậy á. Đánh bòi thêm 3 hit nữa là 6 hit. Ấy, được cái lưng kìa. Ê, nhưng mà Mr. Duck không tận dụng được cái lưng và bị đạp ngược anh em. Rồi, hất chón nữa rồi. Có kết thúc ván đấu ngay tại đây là không đây. Chắc chắn như vậy rồi. 1-0, tỷ số đầu tiên đã thuộc về Uriko của TN Power. Còn China có vẻ như là không tìm được một cái lối đánh để phá giải con Uriko này. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng đánh với con Stun của Mr. Duck. Do là chiến thắng với cái thể thức Team Battle cho nên là TN Power vẫn phải giữ con Uriko nha anh em. Chúng ta sẽ cùng xem cái trận đấu này khá là hay đây. Còn Stun thì nó có cái độ chịu đựng trâu nhất game. Độ chịu đạn trâu nhất game đó nè. Còn con Uriko thì có thể nói là khá là yếu với cái lượng đam. Đam đánh khá là yếu cho nên là trận đấu này có thể nói là kiểu như sao ta. Lấy trứng từ đá ấy. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem diễn biến như thế nào đây.
Còn Sting có vẻ như là đang tìm kiếm cái lối để mà vuốt ôm ra sau lưng rồi. Đấy, liên tục là những cái pha bị hất chóng của Mr. Duck. Ý, lưng kìa, lưng kìa. Ừ, như vậy là nho đầu tiên đã thuộc về Jim Power với một cái pha chạy qua chạy lại giữa hai nhân vật, và cuối cùng là người đưa lưng là Mr. Duck vẫn chưa tìm được cách vuốt ôm đối với con mèo này. Lưng, ế, hên quá, quay lại kịp. Con mèo này nó nhảy hơi cao nha anh em. Con mèo nó nhảy hơi cao. Trong cái game Blockro 2 này, con mèo, con thỏ và con dơi, con sói thì mấy con đó là mấy con nhảy cao nhất nha anh em. Khi mà biến thú thì nó sẽ nhảy cao hơn mấy con thú bình thường. Dính một cú ủi dưới rồi, thêm một cú ủi trên nữa không kịp recovery bậc 2. Rồi xong. Lưng kìa, làm sao mà chạy được, đánh bồi như vậy là một nho đều để được cân bằng. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của round 3. Có ai nhảy lên hay không? Mr. Duck không hề nhảy lên. Lưng, cũng vuông không tới rồi, chạy kịp thời cho Mr. Duck hất lên. Hên quá, có cái mana để giải thoát anh em. Con Sting này nó hơi nặng so với con Sheena, cho nên là hất lên hơi không kịp combo cho Udiko này rồi. Thường là mấy con mà hất lên thì sẽ dính combo, nhưng mà con Sting này nó rớt nhanh quá. Rồi bị vuốt ôm rồi, có phá ôm đến từ vị trí của Tempo, có phá ôm và Mr. Duck ôm cái thứ hai. Nếu mà Mr. Duck không ôm cái thứ hai thì sẽ vô combo nha anh em. Đừng có để bị nó ôm nữa. Nắm chân, chắc chắn là một cú nắm chân sau cú đập đầu rồi. Né cực kỳ nhẹ đến từ vị trí của Mr. Duck. Ê, nắm chân rồi, kết thúc ban đầu. Một pha bắt bài được cái chiêu đánh dưới của Jim Power, nhảy lên đập đầu của Sting, kết thúc bằng cái chiêu nắm chân anh em. Đánh con Sting này là phải biết ôm nha anh em, đan chính của nó là dường như là ôm luôn ấy. Ôm là gài được tất cả các đòn. Lưng kìa, lại đưa lưng nhưng mà quay lại kịp, đánh bồi thì nữa là 6 hit. Ấy, thật ra cái cú đánh bồi đó hình như có 5 hit thôi anh em, nhưng mà nó sẽ dính thêm 1 hit nữa hay sao ấy. Ý, sao không có đập sao, tưởng cú đập sao. Một pha nhảy lên và đá o của Mr. Duck. Chết cha, ê, chạy kịp, chạy kịp. Ê, Mr. Duck không né một bên luôn. Ê, một pha lấy khoảng cách của Mr. Duck. Như thế nào đây, chúng ta cùng xem có vuốt ôm hay không đây. Mr. Duck đang khá là bình tĩnh, hết mana cho cả hai rồi. Chỉ cần sai một chút xíu thôi là sẽ kết thúc ván đấu ngay tại đây. 15 giây, một pha né chinh công cực kỳ nhạy của Mr. Duck. Nhảy ra sau lưng rồi, mất thú cho cả hai rồi. Như vậy là kết thúc ván đấu cho Mr. Duck với ba nho. Với một cái cú đập sàn khá là nhạy, khá là tốn đam anh em. Tại vì con Uriko nó đang tấn công ấy, nó không hề có một tí gì gọi là phòng thủ luôn. Cho nên là cái cú đập sàn nó khá là thốn. Một pha cancel và chạy lại ôm với cái cú recovery của Mr. Duck. Vuốt ôm rồi, có phá ôm này không đây? Và lần này không có phá ôm và cũng không có cú ôm thứ hai luôn. Ôm đến từ vị trí của Ten Power, đánh bồi. Có thú rồi, có thú rồi. Cả hai không giúp dích luôn. Ê, làm gì đây? Ê kìa kìa, cơ hội kết thúc bóng đấu cho Ten Power. Chạy tới. Ê, ừ, như vậy là hai nho đều để được rút ngắn cho con mèo súc. Chắc chắn là một cú súc rồi anh em. Tại vì vô 14 cú gõ đầu thì nó không có kịp. Con Sting này nó nặng quá. Có vẻ như là Mr. Duck dần bắt bài được cái chiêu của Uriko rồi anh em. Cũng đầu kìa. Ê da, chạy như vậy không tới. Hình như là hồi đầu game có một cái chiêu cũng giống như vậy đó anh em. Cũng cùng đầu không tới á. Vậy mà chạy kịp ta. Vậy mà con Sting nó chạy kịp. Ê, còn thú cho Jim Power. Ê, lần này thì mất thú rồi. Mr. Duck đã đỡ được cái đòn đó rồi. Lưng kìa, ơi. Mr. Duck đang me kiếm cái cú vuốt ôm đấy anh em. Có dồn góc hay là không đây, như vậy là ba nho đều đã được cân bằng cho Jim Power. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của round cuối cùng. Ai sẽ là người chiến thắng ở ván đấu này đây? Con Sting có sử dụng được cái độ trâu bò và vuốt ôm hay là không đây?
bắt bài được cái con Uriko này anh em. Ê, nắm chân, ơi trời không có nắm chân à, tưởng nắm chân chứ. Thường là mấy cái chiêu đụng đầu hai cái anh em, con Sten mà nó để cho nó cụm đầu là nó sẽ cụm thêm một cái nữa nha anh em. Ê, mất thú cho Chain Power rồi, 70% máu đã mất cho Chain Power rồi. Bất lợi đang khá là lớn nghiêng về vị trí của Chain Power với cái sự là đầy mana của con Sten. Con Sten mà đầy mana mà gặp Uriko dạng người thì rồi thôi rồi, như vậy là tỷ số một điều đã được cân bằng. Một điều nha anh em, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 3. Do là người chiến thắng cho nên là Sten phải chọn lại. Mitchell vẫn sẽ phải cầm con Sten đến với con Sheena của Chain Power. Đánh giá trận này thì nói chung là hai cái này ngang kèo, nhưng mà do là bạn nói chung là cũng ngang kèo đó anh em. Con Sheena này thì nó yếu, đam nó chỉ yếu sau con Gado thôi. Còn con Sten này thì nó bù lại nó có cái sức trâu. Chúng ta cùng xem hai người chơi này sẽ xử lý như thế nào đây. Né rất là nhạy đến từ vị trí của Mr. Duck luôn. Cụm cái nữa, ý không cụm à, không cụm à, tưởng cụm cái nữa chứ. Chọn kìa. Cắn luôn, kết thúc quả lóng một pha combo rất là dài đến từ vị trí của Chain Power. Nhưng mà, ơi trời ơi, đánh bòi hụt. Đánh bòi hụt, chỉ cần đánh bòi dính cái là kết thúc quả lóng rồi. Thường là mấy cái, thường là cái combo hồi nãy anh em mà vô cái con khác là sẽ xong game nha anh em. Tại vì mấy con khác á, chịu đạn yếu lắm. Riêng con Sten này ăn nguyên cái combo đó nhưng mà vẫn còn tí máu. Rất là, nói chung là cái độ chịu đạn rất là cao luôn anh em. Giáp rất là lớn đến từ vị trí của Sten. Mất thú cho Chain Power. Riêng cái chiêu cụm đầu của con Sten anh em, là anh em sau khi mà cụm xong ấy, là nó sẽ đấm xuống đá xuống nha. Cái chiêu đó nó counter rất là nhanh, nó hạn chế cho anh em bị phản đòn. Một pha vuốt ôm của Mr. Duck có phơm hay là không đây, và không có phá ôm, dính thêm cú ôm thứ hai của Mr. Duck. Lưng kia. Ấy rồi, xong game cho Chain Power luôn. Mr. Duck này khá là rành con Sheena rồi anh em, cho nên là hầu như là đánh ra mấy cái đòn thì anh đều biết hết. Đấy, có nắm chân hay là không đây, và lần này không có sự nắm chân đến từ vị trí của Mr. Duck. Lưng cho cả hai. Ui, một pha né cực kỳ nhạy của Sten. Mr. Duck né mấy cú trình không nó ảo thiệt ta. Ê, thấy hên quá, không bị hất lên. Hai người đều hết mana rồi, mất thú cho Chain Power trước. Và Mr. Duck có mất thú sao hay là không đấy? Không có mất. Như vậy là cái thông báo nấu hai nho đến từ vị trí của Mr. Duck với con Sten. Cú đấm giữ đá giữ đó cực kỳ nhanh anh em. Không dám combo luôn anh em. Chain Power không dám combo luôn. Một pha chạy lại phá ôm của Chain Power. Xin lỗi, ôm của Chain Power và phá ôm của Mr. Duck. Mr. Duck có vẻ như là đang me ôm của ôm thứ hai đó anh em. Ê, đập đầu ấy, không có đập đầu à. Tưởng sẽ là một combo đập đầu nắm chân trong sách giáo khoa chứ nha. Cái dòng điện hay đấy, một pha ôm dưới cực kỳ nhanh của Mr. Duck mất thú cho Chain Power rồi. Đấy, đã dưới hụt. Rồi, dính cú chéo chân của Mr. Duck luôn. Mr. Duck kết thúc ván đấu với ba nho. Ba nho với cú đập sàn. Cú đập sàn đó cực kỳ hay anh em. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của round thứ 5. Định cancel ôm đấy. Một pha ôm dưới hụt của Chain Power và bị Mr. Duck ôm ngược lại cực kỳ hay luôn. Mr. Duck đang đánh đòn tâm lý với Chain Power cực kỳ cao luôn anh em. Hầu như hình như là nhìn cái con Sten này nó có vẻ như là trên trình rồi anh em, trên trình con Sheena này rồi. Tại vì anh em có thể nhìn thấy là con Sheena này đối với Mr. Duck là bạn đánh rất là nhiều rồi. Hầu như là các bài của Sheena bạn đều rành hết, cho nên là việc counter là một việc bình thường anh em. Có combo nữa là không đây, không có combo như game đầu tiên rồi. Như thế nào đây? Như vậy là chiến thắng đã thuộc về Sten, tỷ số được nâng lên 1-2 cho Mr. Duck. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của trận đấu thứ tư. Con Jenny sẽ ra sân.
Jenny Sanderson gặp Stun. Đây là hai người bạn nha anh em. Ở trong story đây là hai người bạn đấy. Chúng ta cùng xem con Jenny của Timberwolves sẽ đánh như thế nào với con Stun đây. Một pha recovery và bị Stun chạy lại ôm, không có cú phá ôm thứ hai và bị ôm cú ôm thứ hai luôn. Hai người đang bằng máu rồi, Ê, ấy hên quá. Mr. Duck nó bị lừa chạy ra sau lưng anh em. Chúng ta cùng xem con Jenny của Timberwolves sẽ đánh như thế nào đây. Rất là hồi hộp anh em. Thì mình đánh mấy bữa rồi. Đánh cũng chẳng nhớ nữa. Ê, nắm chân, chắc chắn là một cú nắm chân đến từ vị trí của Stun rồi. Rồi, đập dưới luôn. Rồi, hẹo luôn, đánh bồi. Không có đánh bồi đến từ vị trí của Stun mà là canh một cái cú đánh sau. Đáng lẽ là vừa rồi mình đoán là nó đánh bồi ấy, cho nên mình bật dậy. Mà nó đoán mình bật dậy cho nên là nó né qua một bên. Đó, anh em thấy đánh VS Mod nó đấu trí ghê không anh em? Chứ đánh ACB là vô combo cái là xong. Đánh VS Mod đấu trí ghê lắm anh em. Timberwolves nó vô góc rồi. Timberwolves bị dồn dậu rồi anh em. Không lộn ra luôn. Pha hỏ đến từ vị trí của Jenny và vô 14 cú đá dính cú đập đầu nắm chân. Stun lùi lại về lấy cái khoảng cách nãy hay đấy. Hồi nãy Mr. Duck lùi lại về lấy cái đó dính cú để lấy cái khoảng cách hay đó nè. Lùi lại nhẹ cái thôi mình đánh hụt cái là bạn nắm chân mình đi. Hay ghê. Con dơi đang tìm đường lừa con Stun này. Chứ thật sự là không solo một đối một mặt đối mặt được anh em. Thật sự là không chạy vô đánh solo một đối một được. Chỉ có cách là lừa từ xa thôi anh em. Tại vì đánh trực diện là không đánh lại con Stun này. Con Stun này nó quá cứng đi. Ây da, một pha kết thúc ván đấu rất là may mắn đến từ vị trí của TN Power. Hồi nãy đáng lẽ là bị con Stun nó ôm đấy. Anh em thấy cái style đánh của con Jenny này không? Nó toàn là chạy để nó chơi cái skill từ xa thôi. Chứ thực sự nếu mà solo mà kiểu như cọ sát luôn ấy là sẽ không đánh lại con Stun này đâu. Mình đảm bảo 100% như vậy luôn. Cho nên anh em thấy không? Mình đánh VS là mình phải tùy cơ ứng biến nha anh em. Đánh VS là phải tùy cơ ứng biến. Như thế nào đây? Pha coi chừng đến từ vị trí của Jen Power và Mr. Duck chưa phá được. Như thế nào đây? Còn chút xíu máu cho Mr. Duck là kết thúc ván đấu với một cái màn coi chân cực kỳ hay đến từ vị trí của Jenny. Mr. Duck có vẻ như chưa gặp cái cú coi chân nó bao giờ nè. Một pha gồng điện và bị ôm rồi. Cực kỳ slay đến từ vị trí của Jen Power. Chủ yếu là làm màu thôi nè. Dính cú cùng đầu rồi, đánh bòi hụt, đập đầu nắm chân. Ê, nắm chân hơi chậm rồi anh em. Mr. Duck đang có vẻ đang hơi bối rối so với con Jenny. Đang hơi bối rối vì chưa biết con Jenny nó sẽ đánh như thế nào. Có vẻ như là bạn... Đây. Mr. Duck hình như là ít gặp con Jenny cho nên là bạn hơi bối rối nè. Như vậy là kết thúc ván đấu 3 nhon nghiêng về cho TN Power với con Jenny. Chúng ta cùng đến với diễn biến của round thứ 5. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Mình xin nhắc lại đây là hai người bạn nha anh em. Ở trong story đây là hai người bạn. Hất chón đến từ vị trí của Jenny. Đấy. Cái cú hở đó là cancel được nha anh em. Cái cú lui vuông của con Jenny ấy. Đấy, móc thú cho Jenny rồi. Nập đầu, nắm chân. Chắc chắn là một combo như vậy rồi. Biến thú luôn rồi. Ấy, đập đầu. Ấy, không có đập à. Lần này là không đập à. Một dịch pha giật chỏ. Ê, ơ hên quá, không bị hất lên. Như thế nào đây anh em, đỡ được cái cú ủi dưới rồi. Những diễn biến của những giây cuối cùng, 35 giây. Như thế nào đây, cả hai cùng đưa lưng kìa. Hất lên được rồi. Không có ôm đến từ vị trí của Stun. Ê, đập đầu hụt, ôi như vậy mà đập hụt ha. Như vậy là kết thúc ván đấu cho Jenny. Một pha chạy thời gian cực kỳ ảo đến từ vị trí của Ten Power. Tỷ số là 2-2. Cầm con Jenny chỉ có đánh và chạy thôi. Không dám vô gần con Stun luôn anh em. Vô là nó áp đảo liền. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của trận đấu cuối cùng.
Con Yugo cuối cùng của Mr. Duck sẽ ra sân và sẽ đánh với con Jenny. Chúng ta sẽ cùng xem. Đây là trận đấu cuối cùng. Tỷ số hiện tại đang là 2 đều nha anh em. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của trận đấu thứ 5. Jenny sẽ đánh với Yugo. Như thế nào đây anh em? Gãy rồi, gãy cho Jenny rồi. Ấy, ôi như vậy mà gồng điện hụt ta, uổng ta. Ấy, cả hai cùng biến thú rồi, hất lên cho Jenny. Không biết là lần này Mr. Duck có bắt bài được con Jenny thông qua cái con Stun vừa rồi nè không đây. Tại vì cũng phải chơi hết 4 trận rồi nè, 4 trận với con Stun rồi. Cho nên là cũng có cái gì đó phải bắt bài được. Một nho đầu tiên đã nghiêng về cho Yugo với cái màn dash. Dash khá là thốn anh em. Ấy. Ấy. Đoạn của Yugo này ảo vậy. Trời dash luôn kìa. Trời ơi rồi. Rồi. Hết máu cho Thiên Power luôn. Rất là chóng vánh đến từ vị trí của Mr. Duck. Như vậy là có một pha perfect. Rất là nhanh anh em. Con Yugo này đánh tốn máu quá ta. Như là Thiên Thu không biết cách nào để tấn công con Yugo này rồi anh em. Ê. Ôi hất lên được rồi. Một pha dash bị đỡ được. Lần này có vẻ như là Mr. Duck đã bắt bài rồi nè, bạn không có vào vội với những cái pha bye bye của Jenny. Counter cực kỳ nhanh đến từ vị trí của Yugo luôn. Rồi xong game. Như vậy là ba nho rất là nhanh đến từ vị trí của Mr. Duck. Chúng sẽ cùng đến với round thứ tư. Ai sẽ là người chiến thắng ở cái round này đây? Thiên Tower có rút ngắn được nho nào hay là không đây anh em? Rất là bình tĩnh đến từ vị trí của Mr. Duck. 50% máu đã mất cho Thiên Tower biến thú luôn rồi. Chạy ra khỏi cái góc. Đù xuống xuống rồi mày né được ta hay ta. Như thế nào đây? Những giọt máu cuối cùng của Ten Power. Như vậy là kết thúc ván đấu. Người tiến vào vòng trong sẽ là Mr. Duck nha anh em. Rất là tiếc cho Ten Power. Hello, xin kính chào tất cả các anh em. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng của vòng bảng 1 giải đấu Summer Blood Raw Arena năm 2024. Đây là bảng đấu số 8 giữa Ken Ken và Onion. Anh Ken Ken là anh Trọng Bùi sẽ đăng ký với ba con là Yugo, Shina và Bakuru. Còn bạn Onion Phát Nguyễn sẽ đăng ký với ba con là Yugo, Shina và Shenlong. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Bakuru và Yugo. Ai sẽ là người chiến thắng ở ván đấu này đây? Anh Ken Ken là một người chơi có thể nói là newbie, mới gia nhập group khoảng vài tháng nay. Còn bạn Onion thì bạn này bạn chuyên ACB hơn là VS. Cho nên là trận đấu này chúng ta có thể nói là một trận khá là căng kèo đó nè. Căng kèo giữa hai newbie ấy. Khá là có thể nói là không biết nói như thế nào, khá là cân bằng đấy anh em. 50% máu, 60% máu đã mất cho Bakuru. Và một màn kéo máu đều lại rồi. Bên ACB thì bạn Onion này khá là mạnh nha anh em. Bạn đánh trên kèo mình luôn ấy. Nhưng mà bên VS này thì bạn có đến là bạn như là một newbie. Cho nên là trận đấu này chúng ta sẽ cùng xem hấp dẫn như thế nào đây. Nho đầu tiên nó nghiêng về cho Onion, Yugo. Chúng sẽ cùng xem con Bakuru sẽ đối đầu như thế nào đây. Một pha chạy tới và bấm O. Một pha chạy lại ôm đầu xây sinh tố của Bakuru. Rất là hoài niệm anh em. Những cái anh em 8XGX hay đánh cái kiểu này lắm anh em. Coi cũng hấp dẫn anh em. Giống như cái kèo trước mình coi của chú heo với lại Khoa TD ấy.
hết máu cho Yugo rồi. Như vậy là kết thúc ván đấu chắc chắn là như vậy luôn. Anh Ken Ken này có cái kinh nghiệm là lui o con Bakuru sẽ dính thêm một cái thì anh sẽ lui o thêm một cái nữa đó. Đó là một cái bài rất là hay, áp dụng cái chiêu nhảy ra sau lưng cũng cực kỳ là hay luôn anh em. Ôi như anh không hề bắt bài được, không có cú quay lại đá mà là cú quay lại đánh bồi. Còn một mana cho Yugo thôi, không biết là Bakuru sẽ xử lý như thế nào đây. Có dính cú đá sao hay là không đây, có dính cú đá sao hay là không đây, đã dính rồi. Như vậy là hai nho đã nghiêng về cho Yugo. Trận đấu này nói chung là cũng hấp dẫn đó anh em. Hai người chơi này có bao nhiêu thì dồn vô hết bấy nhiêu luôn, không có dè chừng nhau gì hết. Đấy, cái nữa, đó. Thường là cái cú dính cái cú đá đó, đó. Nói chung là cái cú đá tới của con Yugo mà dính ấy thì sẽ dính thêm một cú nữa. Còn nếu mà dính cái cú lui o của con Bakuru ấy thì sẽ dính thêm một cú nữa anh em. Đó, nói chung là hai cái chiêu đó sẽ là hai cái nha, đó. Tốn đàm lắm ấy. Ấy bắt bài được cái chiêu vào dưới của con Bakuru nhưng mà vẫn dính cái cú vào trên, mặc dù là chạy lên định chạy lên ôm đấy. Ôi nhân định chạy lên ôm đấy anh em. Ấy đập tường mà dính ta, đập tường nhưng mà dính ta. Như thế nào đây anh em ơi? Một pha gù xuống để né được cú ôm của con Yugo. Bakuru cực kỳ kinh nghiệm anh em. Cái nữa kìa, sao không ôm nữa. Ấy định chạy lên ôm đấy, Bakuru định chạy lên ôm đấy anh em. Nhưng mà chạy nhanh quá nó thành nút vuông ấy. Tại vì cái nút tam giác á, nó là kết hợp từ nút vuông và X. Anh em bấm, anh em chạy lại bấm nhanh quá thì nó nhiều khi nó dễ đó anh em. Rất là tiếc cho anh Ken Ken định chạy lên ôm đấy. Đáng lẽ là ôm dính rồi đấy nhưng mà nó thành nút vuông. Dùng góc, ôi lần này thì ôm dính rồi anh em. Lần này thì dính rồi. Lần này thì không có hụt giống nãy nữa. Cái nữa, đó. Đập nó đi, cái nữa. Ừ, ấy trời đánh bòi lộn rồi. Nhưng mà nó bật dậy, nó tạo cho một cơ hội cho anh Ken Ken đánh bồi. Chúng ta cùng đến với diễn biến của round thứ 6. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Cái này rất là mong chờ nha anh em. Kèo này đánh có vẻ ngang đấy. Kèo này ngang đấy. Kèo này nó đỡ căng thẳng hơn cái kèo của tôi hồi nãy anh em ơi. Gần hết máu cho Bakuru rồi. Ý xin lỗi cho Yugo rồi. Yugo có vẻ như là chưa bắt bài được con Bakuru này. Ấy kìa kìa kìa, bị đánh cái chiêu đơn giản là quèo dưới thôi mà vẫn không đỡ được đấy. Hay thế nha anh Ken Ken, nè anh đánh vậy mà vô phát cũng không đỡ được, cười thiệt chứ. Có kết thúc ván đấu cho Bakuru ngay tại đây là không đây. Như vậy là 1-0 đã nghiêng về cho Bakuru với một cái chiêu quay ra sau lưng. 1-0 nghiêng về cho người chơi Ken Ken. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của round tiếp theo. Phát Nguyễn sẽ chọn con Sinh Long. Và chắc chắn là Ken Ken sẽ phải chọn lại con Bakuru rồi. Chúng ta cùng đến với diễn biến của trận đấu thứ 2. Bakuru sẽ đối đầu với Sinh Long. Ở cái giải đấu năm nay thì Ken Ken, Ben CT và Chú Heo và Khoát TTD hoặc là Văn Tứ nè, Nagato nè, Đức Trung là một số người chơi newbie. Nhưng mà các người newbie thì đánh rất là tốt nha anh em. Đấy, chúng ta cùng xem có biến thú để hóa giải được cái combo trên không này rồi. Đó, bị dính cái chiêu lửa ó hoài. Đó, hết mana luôn rồi kìa. Ui, cái nữa, trời ơi, thốn ghê luôn. Biết chỏ điện kìa, biết chỏ nhưng mà thế nào đây? Con Bakuru sẽ phá giải như thế nào đây? Bakuru sẽ phá giải cái chiêu chỏ như thế nào anh em? Rồi, như vậy là kết thúc ván đấu cho Bakuru. Biết chỏ đấy, biết dồn đấy, nhưng mà Bakuru vẫn xử lý được cái tình huống anh em. Rất là hay. Rất là bình tĩnh. Ấy, có thú rồi kìa. Bakuru đánh đòn lẻ hay đấy. Bakuru rỉa được con Sen Long này hay đấy anh em. Mất thú cho Sinh Long rồi. Sinh Long như một tờ giấy luôn, mỏng như tờ giấy luôn. Mất thú là mỏng như tờ giấy luôn anh em. Có thú cho Bakuru. Lui on là đó. Cứ lui on là dính thôi. Bao nhiêu trận rồi. Trời ơi, hai nho đã nghiêng về cho Sinh Long. Bao nhiêu pha rồi mà vẫn không rút được cái kinh nghiệm của chiêu lui on đó về phát.
như thế nào đây, xíu nào dính lừa nữa đó, không nói dính lừa nữa nè, dính lừa của ông Bakuru nữa nè đó. Phát ơi làm chú mắc cười quá Phát ơi, dính chiêu ơn mà mất thú, chắc chắn là mất thú rồi anh em. Chỏ chỏ dính lừa nữa nè, chỏ chỏ dính lừa nữa nè, ơi mất thú rồi, hết lừa rồi. Chúng sẽ cùng xem con Bakuru sẽ xử lý như thế nào khi không có thú đây. Kỹ năng của Phát là cao hơn đấy anh em, nhìn cái màu anh em thấy không đó, anh em nhìn cái màu thấy không, chỗ điện đồ rành rọt ấy, nhưng mà do là cancel được nhưng mà không có chiến thuật đánh anh em ơi. Bạn cancel khá là tốt ấy, ở bên ACB là bạn đánh cực kỳ mạnh nha anh em, như bạn không biết đánh VS đó, bằng chứng là anh em thấy bạn chỗ điện khá là tốt không, nhưng mà bạn không có chiến thuật đánh với con Bakuru này. Như thế nào đây, buông máy nhưng mà không đánh dính nè. Rồi cứ cúng lưu o mà bị dính hoài à, không rút kinh nghiệm được. Chúng sẽ cùng xem còn dính nữa hay là không đây, dính nữa là mắc cười lắm nha. Đấy có vẻ như là Phát không có chiêu để xuyên thấu cái con Bakuru này anh em, không có chiêu rồi. Một pha lùi lại không kịp đỡ của Phát ô nha, và dính cú đạp rất là thốn. Đây là round thứ năm, chúng ta cùng xem. Rồi xem xíu dính cú lừa nữa rồi đấy, kè lưng kìa. Ấy sao không giỏ lưng luôn. 18 cú đấm nhưng mà bị con Bakuru đỡ và sấy đầu cho mất thú, lơ lửng luôn. Rất là bình tĩnh đến từ vị trí của Bakuru nè, bình tĩnh lắm luôn ấy. Rồi ấy như thế nào đây, như thế nào cho Bakuru đây, còn chút siêu máu kìa. Rồi xong cho Sen luôn rồi, xong cho Sen luôn rồi. Như vậy là tỷ số 2-0 đã nghiêng về cho Bakuru. Rất là kịch tính anh em, rất là kịch tính. Có thể nói Phát Onion là một người chơi kỳ cựu hơn Benken, và cái so với cái thời gian vào group ấy, có nghĩa là Phát nó vô group trước anh bên Benken này rất là lâu luôn rồi đấy. Nhưng mà do là chỉ chơi bên ACB thôi, cho nên là cái trình VS rất là thấp. Chúng ta cùng xem con Sina có cự lại được hay là không đây, hay đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Onion. Anh đặt tên Onion đặng anh bán hành cho người ta đấy, nhưng mà rốt cuộc là anh đang hành hai trận rồi anh em. Kìa gì vậy, gì vậy? Sao anh Ken không đỡ lại? Như vậy là một nho đầu tiên nó nghiêng về cho Phát Onion. Chúng sẽ cùng xem còn dính Phát, nó còn dính cái chiêu lưu o nữa không đây. Đó vẫn còn dính kìa anh em, đâu phải là hay cầu thủ mà không dính đâu, đó mất thú luôn rồi kìa. Chúng sẽ cùng xem Phát sẽ đánh như thế nào đây. Ấy cái hồi diễn mà đập đầu hụt ta, dồn góc kìa, anh canh vô, anh lui vô góc rồi kìa, đánh dưới luôn. Chứ này chơi dơ rồi anh em, chơi dơ rồi, như anh chơi dơ đánh dưới rồi anh em, sắp có mana rồi. Ấy lưng kìa, ấy trời, nó đưa cái lưng không quánh đi đấy. Cái bài đó là nhờ bên ACB đấy, cái chiêu o của con Sina nó cancel được anh em, cho nên là hơi có lợi thế về cái chiêu đó. Định làm gì đây, sao nhảy cà tưng vậy? Ê trời, thả luôn là dính rồi, thả cái chiêu gọc điện là dính rồi anh em. Vẫn chưa bắt bài được con Bakuru này á Phát. Phát vẫn chưa bắt bài được con Bakuru này, mất thú cho Phát rồi. Lưng kìa, ừ. Trời, đánh bòi bằng cái chiêu xuống vuông đó là chỉ có hại lắm nha. Cái chiêu xuống vuông của con Gado với con Sina mà đánh bòi anh em, là nó sẽ dễ bị đánh ngược lại lắm. Game này sẽ thuộc về ai đây, chỉ cần khiêu nhẹ một cái thôi. Ba nho đã nghiêng về cho Bakuru. Đi xin lỗi cho Sina.
Không biết là anh Kanken có lọt vào vòng trong hôm nay ta. Chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của round này. 50% máu đã mất cho Bakuru rồi. Kìa, bị hất nữa kìa. Nữa kìa. Phát này chơi cái bài lạ thiệt chứ. Anh đánh cái bài gì, đánh với máy vậy. Con máy mà anh em hất lên nó không có recover gì đâu anh em. Ôi, một pha văn rào của Shinalu. Như vậy là tỷ số được rút ngắn 1-2 cho Shina của Onion. Đây là con duy nhất của Onion còn lại, cho nên là anh vẫn phải chọn đến cuối cùng nha anh em. Chúng ta sẽ cùng xem con Yugo của anh Kenken có đánh bại được con Shina này hay là không đây. Kenken còn một con nữa là con Shina, không biết là có cơ hội để móc ra hay là không đây, hay là sẽ là chiến thắng này anh em. Đấy, có vẻ như là Yugo lên. Nói chung là tất cả các con của anh Kenken nó thì thường hầu như là chưa biết combo anh em. Ấy lưng kìa, một pha bị khủy và không có recovery bậc hai hộ thân thì coi như là sẩm rồi, sẩm ba chè đối với con Yugo rồi anh em. Ui, vẫn đỡ được. Như vậy là một nho đầu tiên nó nghiêng về cho Onion với con báo đen. Đá, ý, không có cú đá sao à. Cú đá sao là hay rồi. Có vẻ như con Shina này nó dễ đánh hơn so với những cái con khác đối với Onion này. Anh cầm con Shina này đánh được hơn ấy. Cầm mấy con kia nãy chuối quá. Cầm Shen Long mà biết chỏ điện nhưng mà không biết lối đánh, chỉ biết chỏ thôi, không biết gài đòn gì hết. Đấy, dính cú lui o nữa kìa. Kìa. Đó, này thì làm màu. Dập nó anh Ken, dập nó anh Ken Ken ơi. Cái chiêu mà tới ít mà nó lên gói vậy á, anh phải bấm thêm vuông vuông nữa thì nó sẽ giọng vô mặt luôn nha anh em. Nó sẽ giọng thêm combo ba cái ấy, hai cái chứ. Con kết thúc bóng đấu ngay tại đây cho chắc chắn là như vậy rồi, một chiêu xuống vuông rất là nhanh. Ấy sao cái chiêu đó nó không có keng ta? Hồi nãy cái chiêu lên vuông không keng phải không ta? Mình có để ý hình như nó không có đòn keng hay sao ấy. Này thì cũng đậu. Như thế nào cho Yugo đây, sẽ là cho Shina đây. Trận này mà Shina thua nó mắc cười lắm nha anh em, đánh hơi ẩu ấy. Nếu mà trận này mà Shina thua là do Shina đánh ẩu nha. Rõ ràng là đánh trên kèo con Yugo này. Nhưng mà nếu mà trận này thua là do con Shina đánh ẩu. Đánh tầm bậy tầm bạ cho nên là thua. Đấy. Hai nho đều đã được cân bằng đến từ vị trí của Kenken. Hết mana cho Kenken rồi. Kìa, cancel kìa. Đấy, rất là bình tĩnh của Kenken luôn. Mất thú rồi. Hất lên được thì hất luôn đi. Đấy. Sao không combo mà ôm nha. Ấy trời ơi, đánh bòi bằng xuống vuông. Một pha bắt ôm dưới. Lâu lắm rồi mới thấy ôi nhân bắt ôm dưới chuẩn đấy nè. Từ đầu game đến giờ mới thấy ôi nhân bắt được cái cú ôm dưới đó. Có chút xíu gọi là tư duy rồi đấy. Đấy. Rồi, cạo luôn, rồi, hết mana luôn. Kìa, cancel nữa kìa, hết mana cho cả hai rồi anh em. Chỉ cần té nhẹ thôi là mất thú cho Onion trước. Như thế nào đây, nho này có thuộc về Yugo hay là không đây, dồn gốc rồi kìa. Không biết đường thoát ra anh em ơi, dồn gốc mà không biết đường thoát ra. Kìa, có cơ hội cho Kenken nha anh em, có cơ hội như vậy là ba nho đều đã được cân bằng cho Yugo. Chúng sẽ cùng đến với diễn biến của ván đấu quyết định.
Phát Onion có ngừng lại tại đây hay là Ken Ken sẽ Phát Onion có ngừng lại tại đây hay là Ken Ken sẽ chiến thắng thì nó cũng quầy giống. Mình cũng xin lỗi cái bình luận đó nha. Kìa, lưng kìa, đưa một pha đưa lưng rất là tai hại đến từ vị trí của Ken Ken. Nhưng mà có lật lại được chiến thắng cho Yugo hay là không đấy? Lưng kìa. Một pha hơi bị thiếu cái khoảng cách của anh Ken Ken. Chưa tới nhưng mà lại tung ra cái đoạn đó, cho nên là cái đòn, cái skill nó chưa có với tới con Sheena và đưa cái lưng rất là tai hại anh em. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của trận đấu cuối cùng này. Đây là trận đấu cuối cùng, hai đều rồi anh em, hai đều rồi. Tỷ số là hai đều rồi anh em. Hơi chậm. Hất lên vào combo luôn đi. Hết máu cho Ken Ken rồi. Như vậy là một nho đã nghiêng về cho Ken Ken. Chúng ta cùng đến với diễn biến của round 2. Hơi lòng vòng so với Onion. Trận đấu này thì anh em có thể thấy rõ từ đầu game đến giờ, anh Ken Ken thì ảnh không có cái biết combo nhiều. Nhưng mà rõ ràng đối với cái style lui lui và dè chừng đối thủ làm cho anh chiến thắng cũng rất là hay anh em. Style là gọi là style thận trọng ấy anh em. Style kiểu như là thận trọng ấy. Rất là kiểu như không có vội tấn công, chờ cho Onion nó đánh cái gì xong cái đã. Xong nó tung ra cái đòn là dính, rất là hay luôn. Nói chung là cái game này người nào vào vòng trong cũng xứng đáng ngang nhau cả. Nho đầu tiên có đường rút ngắn cho Onion, xin lỗi cho Ken Ken. Ấy không có cắn, tưởng cắn chứ. Ấy cắn hụt. Mất thú cho Ken Ken rồi. Ấy trời ơi, đang cancel mà ulti lộn nút rồi, lộn nút đúng không? Mình quập đầu là mình ulti luôn chứ không có cancel rồi ulti. Rồi xong game. Ấy cái gì ấy? Gì cha? Ba nho đã được nâng lên cho ô nho. Round thứ 5. Đánh khá là hài hước đến từ vị trí của ô nho anh em. Kìa, hai hước. Hất lên, cái nữa nè. Tưởng hất nữa chứ. Ấy, trời ơi, quập đầu luôn được rồi. Này thì cancel quánh dưới. Búng vào lái cái văng ra tuốt bên đây không thành luôn. Mất thú cho Ken Ken rồi. Ây da, như thế nào đây? Có thứ bóng đấu ngay tại đây cho Onion hay là sẽ có một ván rút ngắn này anh em? Gì vậy? Mẹ ơn hoài vậy? Như vậy là kết thúc ván đấu tại vòng 8 này. Onion là người đi tiếp sẽ gặp Mr. Duck ở vòng tứ kết nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo. Mình là Thiên Huấn từ cộng đồng đấu trường thú Việt Nam.